Cho con trong sạch, ban cho con sức mạnh, ban cho con ơn đức trung kiên vững bền. Nguyện xin người cho con đứng khiêm nhường, cho con lòng hăng hái và dẫn con về cùng bên yêu thương khi tan đời. Cơn muôn tiếng hát mừng, cơn muôn tiếng hát mừng, thánh thánh du xe, thánh thánh du xe. Người như đóa hoa huệ trăm ngàn, danh danh du xe, danh danh du xe. Như muôn nước thơm sạch hơn tuyến, như tơ trắng giữa trời êm mát bao la. Cơn muôn tiếng hát mừng, cơn muôn tiếng hát mừng, thánh thánh du xe, thánh thánh du xe. Nguyện xin thánh cả Giuse xin ban cho chúng con ơn sức mạnh, lòng trung kiên, khiêm nhường để theo Chúa đến cùng. Đoàn gia trưởng xứ xin ba lễ: một lễ kính thánh quan thầy, một lễ tưởng nhớ tới đức cha cố Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh, một lễ cầu cho các cha đã coi sóc trước, các cha đang coi sóc bây giờ, cùng cầu cho tiền nhân, các ân thân nhân trong đoàn, người còn sống và người đã qua đời, cùng cầu cho các thành viên trong đoàn được mọi sự lành bằng an. Trong đoàn dâng lễ vật 10 triệu đồng. Xin mời cử nhạc đến. Thank you.
danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trong kính quý cha, kính thưa quý thầy, quý dì, quý cụ, quý trước, quý ông bà, anh chị em rất thân mến, chiều nay Chúa ban cho chúng ta một buổi chiều thời tiết tuyệt đẹp với lòng hân hoan phấn khởi cùng với các hội hoa trong toàn giáo xứ. Chúng ta quy tụ nơi khuôn viên đền thánh giáo xứ chúng ta cùng tôn vinh Thiên Chúa, mừng kính mẹ Maria và thánh cả Giuse trong ngày đầu tháng 5 và cũng là ngày mừng lễ kính thánh Giuse thợ, bổn mạng của nam giới công giáo giáo phận và cách riêng của đoàn gia trưởng giáo xứ chúng ta. Chúng ta nhìn cái niên biểu hai bên thánh đài để chúng ta biết được năm thành lập cũng như là thời gian dọc dài lịch sử của đoàn gia trưởng nơi cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Chúng ta cùng chúc mừng cho đoàn gia trưởng trong ngày lễ quan thầy, chúc mừng cho tất cả các ông, các anh, các nam giới trong giáo xứ chúng ta, cách đặc biệt những người mang tên thánh cả Giuse. Chúng ta cùng cảm ơn sự hiện diện của cha quê hương, quý cha giáo Đại Chủng Viện và một cha cùng với phái đoàn hành hương ở Quảng Châu, Trung Quốc đến chia sẻ niềm vui với chúng ta trong ngày đại lễ hôm nay. Chúng ta cùng hân hoan chào đón quý cha, quý khách và cộng đoàn một tràng pháo tay. Cùng với đoàn gia trưởng, chúng ta dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho các thành viên trong đoàn, cầu nguyện cho cả cộng đoàn giáo xứ chúng ta trong tháng dâng hoa kính Đức Mẹ này. Chúng ta thể hiện lòng thảo kính của chúng ta đối với Thiên Chúa qua những điệu hát cung đàn, qua những bản dâng hoa chúng ta sẽ dâng lên Mẹ trong suốt cả tháng năm này để thể hiện lòng yêu mến của chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho các vị tiền nhân, ân thân nhân của giáo xứ cũng như của đoàn gia trưởng giáo xứ chúng ta. Với tất cả tâm tình và ý nguyện ấy, anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Dành Thiên Chúa trên các tầng trời, hãy dưới thế cho người hiền tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con
dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa tạo thành trời đất, Chúa đã muốn cho con người lao động để tiếp tục công trình của Chúa. Xin nhầm lời thánh cả Giuse truyền cầu cho chúng con biết noi gương người để lại là chu toàn nhiệm vụ Chúa đã trao phó, hầu được hưởng niềm vui Chúa đã hứa cho các tôi tớ trung thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách sáng thế. Thiên Chúa phán: chúng ta hãy làm cho con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam, có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa phán: đây, ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt đẹp qua một buổi chiều và một buổi sáng. Đó là ngày thứ sáu. Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc người làm. Khi làm xong mọi công việc của người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó. Vì ngày đó người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của người. Đó là lời Chúa. Trước ngày đồi núi non cao biển rộng khai sinh, trước ngày trời đất hoàn vũ sinh linh được dựng, Chúa đã hiện hữu ngự trị từ trước muôn đời, muôn ngàn năm tới đời đời luôn mãi có Ngài. Lạy Chúa, xin Ngài cùng cô sự nghiệp hay chúng con làm. Ôi một ngàn năm với Chúa tựa một đêm qua, như là một thoáng vụt chốc năm canh qua mau. Chúa truyền phàm nhân trở về cùng với cho bụi, chính Ngài đã phán trở về với gốc của mình. Hãy chúng con là
Ngài dạy con biết đêm ngày giờ trôi qua. Tôi luyện dùm con lòng trí khôn ngoan bội phần. Xin trở lại đi Ngài chờ cho đến bao giờ. Xin tỏ lòng thương phận này tôi tơ thấm hèn. Lạy Chúa, xin Ngài cùng con sự nghiệp hay chúng con làm. Mong được thỏa thuê no say tình Ngài yêu thương, để lòng đồn vui mừng rỡ hân hoan trọn đời. Xin dạy bầy tôi nhìn được kỳ công vĩ đại, miêu dị đời sau tỏ tường vinh quang của Ngài. Lạy Chúa, xin Ngài cùng con sự nghiệp hay chúng con làm. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Thưa anh em, trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em. Vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Bất cứ làm việc gì hay làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người đời, vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban là gia nghiệp dành cho dân Người. Đức Kitô là chủ, anh em hãy phục vụ Người. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao?
mẹ của ông không phải là bà Maria, anh em của ông không phải là các ông Jacobê, Joseph, Simon và Judas sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế và họ vấp ngã vì người? Nhưng Đức Giê-xu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Trọng kính quý cha, kính thưa quý của ông bà, anh chị em. Ngày hôm nay là ngày 1 tháng 5. Và toàn thể giáo hội mừng lễ Thánh Giuse Thợ. Và đặc biệt đối với bà con Kiên Lao hôm nay, với đoàn gia trưởng 61 năm được thành lập do Đức Cha Cố Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh. Rồi ngày hôm nay toàn thể giáo xứ chúng ta dâng hoa kính Đức Mẹ. Đầu lễ chúng ta thấy bà con Kiên Lao chúng ta gọi là ngàn hoa dâng Mẹ. Trong đoàn rước mỗi người trên tay cầm những bông hoa rất đẹp, kể cả các ông, và mọi người đều một hân hoan vui mừng. Và trong cái tâm tình như thế, xin gửi tới quý cha, quý của ông bà và anh chị em 3 bông hoa ngày hôm nay để chúng ta dâng lên Chúa. Có lẽ là những bông hoa mà Chúa yêu thích nhất. Bông hoa thứ nhất, thưa quý của ông bà, anh chị em, đó là bông hoa khiêm nhường. Nói tới mẹ Maria, đó là nữ tỳ của Thiên Chúa, một bông hoa của một sự khiêm nhường. Và bông hoa khiêm nhường này, dù âm thầm và dù nhỏ bé, nhưng lại là bông hoa được Chúa yêu thích nhất. Thử hỏi rằng trong trần gian này có bông hoa nào đẹp bằng bông hoa Maria? Bông hoa của sự khiêm nhường, của sự bé nhỏ. Đức Trinh Nữ Maria, mẹ ngàn hoa. Và trong vườn hoa giáo hội thì mỗi người chúng ta là một bông hoa. Nhưng mà bông hoa đẹp nhất mà dâng lên Thiên Chúa, đó là bông hoa Maria, bông hoa khiêm nhường. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta đến với Đức Mẹ, dâng hoa lên cho Đức Mẹ, thể hiện lòng yêu mến của chúng ta một cách nào đó, con cái của mẹ cũng được mời gọi sống khiêm nhường. Bởi vì anh chị em chúng ta biết rằng chỉ có thái độ khiêm nhường mới là thái độ được Thiên Chúa yêu thương, được Thiên Chúa nhìn nhận mà thôi. Bông hoa thứ hai xin gửi tới cộng đoàn, đó là bông hoa Giuse, bông hoa công chính. Nói tới thánh cả Giuse, đó là nói tới sự công chính. Thánh Giuse đứng công chính. Và có một điều đặc biệt mà giáo hội chọn ông Thánh Giuse làm bổn mạng giới gia trưởng, bổn mạng giới lao động. Lao động, thưa anh chị em, không chỉ dừng lại là làm ra của cải để lo cho đời sống vật chất của con người. Lao động trên hết tất cả, theo cái nhìn của Kitô giáo của chúng ta, đó là được mời gọi cộng tác trong công trình sáng tạo với Thiên Chúa. Và lao động có một giá trị cao quý nhất, đó là dẫn con người ta và đưa con người ta tới sự công chính toàn vẹn. Đó là được hiệp thông với Thiên Chúa.
Thánh Giuse chỉ cho nhân loại chúng ta và chỉ cho các giới lao động và giới gia trưởng, đó là chúng ta cộng tác với ơn Chúa bằng sức lực của mình để xây dựng này một thế giới đẹp hơn, hạnh phúc hơn và đáng sống hơn. Một thế giới đáng sống mà một thế giới hạnh phúc là phải có một sự công chính. Nếu không có công chính, thưa anh chị em, lao động sẽ dẫn đến một tình trạng vụ lợi. Và nếu như không có sự công chính, lao động sẽ tìm cách lo cho bản thân của mình mà thôi. Cho nên kính thưa anh chị em, ai trong chúng ta cũng lao động, nhưng nếu như lao động mà thiếu sự công chính, sự ngay thẳng, họ sẽ dễ dẫn đến cái tình trạng lạc lối, dễ dẫn đến tình trạng làm sao? Dẫn con người ta đến tình cảnh tù tội. Anh chị em thấy trong bối cảnh Việt Nam của chúng ta, nhiều người lao động nhưng mà lại lao động một cách bất chính, không ngay chính, không ngay thẳng, thành thử ra dẫn đến một tình trạng bê bết và bi thảm. Trong những ngày gần đây, các phương tiện truyền thông của Việt Nam của chúng ta đăng tải về những nhân vật quan trọng của đất nước tham nhũng, chiếm đoạt tài sản. Những lao động không công chính sẽ dẫn đến sự hủy hoại, và lao động không công chính sẽ dẫn đến và đẩy đưa nhân loại này đến tình trạng bi thảm. Thánh Giuse, người lao động công chính, là cộng tác với ơn Chúa bằng sức lực của mình và bằng lòng tín thác cậy trông vào Thiên Chúa. Theo thánh ý Chúa sẽ đạt được những hạnh phúc. Cho nên thưa quý cụ ông bà anh chị em, nhìn lên thánh cả Giuse và mỗi người chúng ta trong bậc sống của mình, đặc biệt các bậc gia trưởng, chính thái độ một đời sống công chính sẽ đưa nhân loại này, đưa các gia đình và đưa đời sống của từng người đến bến bờ hạnh phúc đích thật, là chính sự hiệp thông với Thiên Chúa. Và bông hoa thứ ba con muốn gửi tới cộng đoàn, đó là bông hoa của lòng yêu mến. Hẳn mỗi người chúng ta hiện diện nơi đây, tất cả thưa anh chị em là gì? Là lòng yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội, yêu mến giáo xứ, yêu mến quê hương chúng ta. Chúng ta yêu mến Chúa cho nên chúng ta dành tất cả cái tâm tình của mỗi người chúng ta. Chúng ta yêu mến giáo hội bằng tất cả cái tấm lòng của chúng ta, để rồi chúng ta xây dựng một giáo hội với một hình ảnh là nhiệm thể của Chúa Kitô. Chúng ta yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội, và đặc biệt chúng ta yêu mến giáo xứ này để chúng ta xây dựng một cộng đoàn đức tin và hiệp nhất, một cộng đoàn của niềm vui phục sinh. Các bậc gia trưởng, thưa quý cụ ông bà anh chị em, nhất là các ông các anh, 61 năm và 61 năm trải qua những dọc dài của lịch sử, những giai đoạn thăng trầm của giáo hội, của đời sống con người, xã hội. Để giữ vững đức tin của các gia đình, phần lớn do các bậc gia trưởng. Một người cha sống đời sống đức tin, một người cha sống đời sống gương mẫu, một người cha sống đời sống công chính là điểm tựa cho gia đình, cho con cái. Và từ những gia đình công giáo nhỏ bé đó xây dựng một cộng đoàn đức tin mà ngày hôm nay bà con Kiên Lao chúng ta có thể tạ ơn Thiên Chúa với một niềm tín thác cậy trông. Giá trị lắm, đẹp đẽ lắm và hạnh phúc lắm. Cho nên ngày hôm nay thưa quý cụ ông bà anh chị em, chúng ta ngợi khen Thiên Chúa cùng với Đức Trinh Nữ Maria và mặc lấy tâm tình của mẹ, một thái độ khiêm cung khiêm nhường. Chỉ khi con người biết nhìn nhận những giới hạn của mình
mà cậy dựa vào quyền năng của Thiên Chúa. Phận nữ tỳ thấp hèn nhưng được Chúa đoái trông và nâng lên bậc. Yêu thương, cao trọng. Và chỉ có đời sống công chính, một gương mẫu thánh thiện như Thánh Giuse trở thành cha nuôi và đứng bảo trợ Chúa Giêsu tại thế. Chính Thánh Giuse hằng gìn giữ các gia đình, hằng gìn giữ các bậc gia trưởng, hằng hướng dẫn những người lao động, để chính những mồ hôi vất vả mà chúng ta lao nhọc đổ ra, để nhờ ơn Chúa giúp chúng ta làm cho thế giới này đẹp hơn, hạnh phúc hơn và đáng sống hơn, vì được mời gọi cộng tác trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Và với mỗi người chúng ta, chính lòng mến Chúa, yêu người lại trở nên những đóa hoa đẹp nhất mà Chúa thương yêu. Kính chúc quý cha, quý cụ ông bà, anh chị em, trong ngày mừng kính Thánh Giuse thợ, mừng kính Đức Maria bước vào tháng hoa, có một niềm vui là con cái Chúa, để với một thái độ khiêm nhường, một thái độ sống công chính, một lòng yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội, yêu mến con người, một ngày kia Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse sẽ cho chúng ta hưởng vinh phúc thiên đàng. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta dâng lời cầu nguyện chung. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã chọn Thánh cả Giuse là mẫu gương tuyệt vời về đời sống lao động và gìn giữ gia đình Nazareth. Song ngày đoàn gia trưởng giáo xứ chúng ta mừng kính Thánh Giuse quan thầy và cả cộng đoàn chúng ta cùng khai mạc tháng dâng hoa kính Đức Mẹ, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa và thiết tha cầu xin. Thánh Giuse là đấng bảo trợ gìn giữ hội thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa gìn giữ con thuyền hội thánh luôn an toàn, vững mạnh để vượt qua mọi sóng gió giữa biển đời trần gian. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thánh Giuse là đấng yên ủi kẻ gian nan khốn khó. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những ai đang đau buồn, sầu khổ, lam lụ vất vả, biết tin tưởng vào quyền năng của Chúa, để biến đau thương thành niềm hy vọng cậy trông. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thánh Giuse là gương mẫu về cách ăn nết ở trong nhà. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, cách riêng là các bậc gia trưởng, luôn chu toàn trách nhiệm nuôi dạy con cái và xây dựng hạnh phúc gia đình. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thánh Giuse là đấng bảo trợ và bênh đỡ ta trước tòa Chúa. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho quý đấng bậc, quý tiền nhân, ân thân nhân của đoàn gia trưởng, người còn sống được muôn ơn lành hồn xác, và những ai đã qua đời được hưởng hạnh phúc nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã chọn Thánh cả Giuse làm mẫu gương về đời sống lao động và đời sống gia đình. Xin cho chúng con biết noi gương Thánh cả trong mọi sự để công tác với ơn Chúa ban, hầu xây dựng nước Chúa ở trần gian này ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa là nguồn mạch lòng thương xót, xin đoái nhìn lễ vật chúng con dâng trước thanh nhan nhân ngày lễ thanh du xe thơ. Chúng con khẩn khoản này xin Chúa cho của lễ này trợ giúp chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ kinh thánh cả Giuse, chúng con cùng tung hô chúc tụng ca ngợi Cha. Thánh Giuse là người công chính, Cha đã cho kết bạn với Đức Maria Mẹ Chúa Trời. Thánh Nhân là tôi tớ trung tín và khôn ngoan, Cha đã trao phó thánh gia cho người coi sóc để người thay quyền Cha gìn giữ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con là con một Cha đã nhập thể bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Vì thế toàn thể triều thần thiên quốc cùng ca ngợi tôn thờ kinh sợ và hân hoan ca chúc tụng Cha uy linh. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đưa hước tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con ghi tông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu,
để kiến toàn hội thánh trong đấng mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Tô-ma, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Mẹ xứ đạo quê hương chúng con đây, hôm nay đã làm việc tôn vinh Mẹ, đã có những bài ca, những cử điều để kính mến Mẹ. Xin Mẹ thương nâng đỡ, gìn giữ, trở che, chúc lành và ban sự bình an đến cho xứ đạo của chúng con. Và xin cho chúng con, mỗi người chúng con trong quê hương này biết làm những cái bông hoa thiêng trong tháng năm này để dâng kính lên Mẹ. Đặc biệt trong ngày hôm nay mừng lễ Thánh Giuse Thợ là bổn mạng của giới gia trưởng giáo xứ chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa các bậc tiền nhân, ân thân nhân, các đấng bậc, các thành viên trong hội gia trưởng của chúng con, những người còn sống cũng như những người đã qua đời. Những người còn sống xin Chúa ban cho luôn được bình an, mạnh khỏe, được rồi giao hồng ân của Chúa. Còn những người đã qua đời xin Chúa sớm đưa họ về hưởng tôn nhan Chúa. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin oai thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin oai thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình vào máu Thánh Chúa Giêsu. Truyền chân lý tình thương, ai nghe đều tán thành và than phục lời Chúa vang danh. Nhưng do lòng thánh tiên về danh phận gia thế tổ tiên, liền quay lại coi thường, không tin nhận đây Chúa. Bao người đói khát gần xa, nhưng riêng bà quá phụ được phúc lộc của sứ ngôn trao. Hay phong cùi nào thiếu, nhưng chưa lành riêng mỗi vị quan. Vì đâu cần danh phận, hay thân cận khi Chúa dù buông lời tiếc nuối rằng khi tiên tri được chấp nhận thật hiếm vận tại chính quê hương. Con xin người chỉ hướng đừng coi thường thân thế một ai, dù danh hèn vô tài không e ngại quá khứ.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu lòng lành vô cùng đã thương nhớ đến con hèn mọn này mà cho con chịu ơn cực trọng là mình thật máu thật chúa thì hôm nay tỏ tường sự rộng rãi chúa là giường nào vì con là kẻ có tội đáng xa hoa ngục mà chúa chẳng chấp sự tội lỗi con cùng chẳng xem sao sự dơ dãi trong linh hồn con lại ngự vào ma viếng thăm con cùng cho kẻ khó khăn này được no đầy thì con đổi ơn Chúa hết lòng hết sức vì ơn cực trọng này cùng mọi ơn khác xuống cho con xưa nay từ khi Chúa dựng nên con đến rầy chớ gì tự rầy về sau lòng con cùng miệng lưỡi con chớ tưởng cùng nói lời gì nên nửa một đổi ơn cùng ngợi khen Chúa mà thôi là bao nhiêu mà cảm ơn cho đủ thì con xin các thánh thần cùng các thánh nam nữ ở trên trời đổi ơn Chúa thay vì con. Con lại ơn Chúa đã làm cho con được nhiều cùng trọng dương ấy thì bây giờ con chẳng biết lấy của gì cho đẹp lòng Chúa lẽ thì lòng con đầy những sự kính mến như các thánh thiên thần Seraphim trí con đầy những sự sáng lang bằng các thánh thiên thần Kê-ru-bim cùng linh hồn con đầy những sự phúc thật. Nam nữ ở trên trời mà dâng cho Chúa, song lẽ con là kẻ khó khăn thiếu mọi sự, chẳng có của gì mà dâng thì con lại lấy những của Chúa ban cho con mà dâng vậy. Lạy Chúa, này lòng con, này trí khôn con, này xác con, này linh hồn con cùng mọi sự con, xin Chúa phú quý vô cùng hãy chịu lấy của hèn mọn này cho con được làm con thật Chúa, cho con tự rầy về sau được lòng kính mến Chúa trên hết mọi sự. Con lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành rất cam tay. Cùng này con quỳ gối xuống trước mặt Chúa, đang khi con lấy lòng thương xót và lòng kính mến mà suy ngẫm năm rau thánh Chúa, cùng tưởng nhớ lời ông thánh tiên tri David. Thay vì Chúa rằng chúng nó đã lấy đanh sắt mà đóng chân tay ta mà kéo giãn cả mình ta ra đến nỗi đếm được xương thì con cả dám kêu van hết lòng hết sức xin Chúa ban ơn rất trọng này cho con
là in sự sốt sáng nóng nảy trong linh hồn con, cho được làm sự tin cậy mến cùng ăn năn. Tội lỗi con cho thật và dốc lòng chưa cho vững bền mãi. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy lương thực bởi trời nuôi dưỡng chúng con. Xin dạy chúng con biết noi gương thánh cả Giuse để lại mà làm chứng về đức ai. Chúa đã đổ xuống tâm hồn chúng con, nhờ đó chúng con sẽ được hưởng ơn bình an mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Ở cùng cha. Thiên Chúa đấng đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chuộc và ơn làm nghĩa tử nhờ sự phục sinh của con một ngày, xin Ngài cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài. Amen. Nhờ con một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã lành nhận ơn được tự do mãi mãi. Ước chi nhờ ơn người rộng ban, anh chị em cũng được thông phần gia nghiệp của người đến muôn đời. Amen. Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phép rửa tội. Ước chi giờ đây nhờ sống ngay chính, anh chị em cũng đang được đến với người trong nước trời. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Giờ đây trong tâm tình tạ ơn, chúng con xin kính mời quý cha, quý dì, quý chức cùng quý cộng đoàn an tọa. Trong ngày mừng đại lễ Thánh Giuse Thợ là quan thầy của đoàn gia trưởng giáo xứ đền Thánh Kiên Lao, chúng con xin kính mời ông trưởng Doan Đinh Văn Huấn sẽ có lời cảm tạ quý cha, quý dì, quý chức cùng toàn thể quý cộng đoàn. Lạy Chúa, xin củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra. Trọng kính cha Giuse quản hạt chánh xứ, cùng quý cha đồng thế. Kính thưa quý dì, quý chức hội đồng mục vụ giáo xứ, quý chức ban hành giáo, các giáo họ, giáo khu, các hội cầu nguyện, các hội dâng hoa, quý ban ngành phục vụ, quý ân thân nhân, quý khách cùng quý cộng đoàn. Hôm nay, toàn thể giáo hội long trọng mừng lễ Thánh Giuse lao động. Thật vinh dự cho đoàn gia trưởng chúng con nhận Ngài làm quan thầy. Được sự quan tâm và hướng dẫn của cha Giuse, cộng đoàn giáo xứ chúng con cách riêng là đoàn gia trưởng đã tổ chức cung nghinh Thánh Giuse, rước hoa và dâng hoa kính Đức Mẹ, cùng hiệp dâng thánh lễ thật trang trọng và sốt sắng. Trong niềm hân hoan này, con được đại diện cho đoàn dâng lời tạ ơn Chúa, cảm tạ và tri ân cha xứ quý cha vì tình thương đã đến hiệp dâng thánh lễ mừng kính thánh cả Giuse và cầu nguyện cho đoàn chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria thánh cả Giuse ban cho quý cha dồi dào sức khỏe, bình an và đầy ơn khôn ngoan để quý cha dẫn dắt đoàn Thiên Chúa trao phó. Chúng con cũng xin được cảm tạ và tri ân cha giáo Giuse đã về hiệp dâng thánh lễ đồng tế
đặc biệt còn chia sẻ lời Chúa rất sâu sắc và ý nghĩa trong thánh lễ long trọng này. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý gì, quý chức trong toàn giáo xứ, quý khách cùng quý cộng đoàn trong tình hiệp thông đã đến cùng nghinh thánh quan thầy, hiệp dâng thánh lễ và cùng chung chia niềm vui với đoàn chúng tôi. Nguyện xin Thiên Chúa tổ đổ phúc trên quý gì, quý vị. Chúng tôi cũng xin cảm ơn Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đoàn chúng tôi được tổ chức thánh lễ kính thánh quan thầy diễn ra thật tốt đẹp. Chúng tôi cũng xin chân thành tri ân quý ân thân nhân đã âm thầm giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần cho đoàn trong suốt thời gian qua. Xin Chúa và Thánh Quan Thầy trả công bội hậu cho quý vị. Trọng kính quý cha, kính thưa quý cộng đoàn, mừng lễ kính Thánh Giuse Thợ hôm nay là cơ hội nhắc nhở các gia trưởng chúng con noi theo mẫu gương thánh cả, biết yên lặng, làm việc vâng phục để nuôi sống và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Có được như vậy, xin quý cha và quý cộng đoàn tiếp tục thêm lời cầu nguyện cho đoàn chúng con. Một lần nữa chúng con cũng xin được cảm tạ và tri ân quý cha và quý cộng đoàn. Trong khi tổ chức thánh lễ, chắc chắn không tránh được những thiếu sót, chúng con xin được lượng thứ. Để tỏ lòng tri ân quý cha đã dành cho chúng con đại diện cho 1887 thành viên xin được gửi gắm lòng biết ơn qua lãng hoa tươi thắm. Xin quý cha vui nhận. Cùng với đoàn gia trưởng và cả cộng đoàn giáo xứ, một lần nữa chúng con cảm ơn sự hiện diện quý báu của quý cha cũng như quý khách, cách đặc biệt là đoàn hành hương từ Quảng Châu. Chúng ta vỗ một tràng pháo tay cảm ơn quý cha và quý khách. Hôm nay các cha ở trên cung thánh, các cha thánh du xe hết, thì chúng ta vỗ tràng pháo tay chúc mừng quan thầy của các cha nữa. Cùng với đoàn gia trưởng và giáo xứ, chúng tôi biểu dương tinh thần của công đoàn nói chung và các hội hoa hôm nay nói chung là rất là đẹp, mặc cũng đẹp, mặt cũng đẹp, rồi hoa cũng đẹp, điệu cũng đẹp. Ban nãy thì chúng tôi ngồi hơi thấp thì không biết là cái hình nó có đẹp hay không, hy vọng là sẽ đẹp, phải không? Rồi các hội hoa chúng ta sẽ tiếp tục còn có các buổi dâng hoa ở các miền cũng như là các chiều Chủ nhật ở Đền Thánh. Hôm nay nếu như mà chưa đẹp thì hy vọng những ngày sau sẽ đẹp hơn, và ban truyền thông đấy họ sẽ truyền tải những hình ảnh đẹp đẽ của chúng ta cho mọi người ở khắp nơi, cái đặc biệt là con dân Kiên Lao chúng ta được hiệp thông trong tâm tình yêu mến Đức Mẹ cũng như là tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta cùng vỗ một tràng pháo tay biểu dương các hội hoa, một tràng pháo tay nữa. Rồi phục vụ trong thánh lễ hôm nay thì đấy, cùng với ban truyền thông thì truyền tải các thánh lễ của chúng ta, rồi ban âm thanh, ánh sáng, điện máy nó phục vụ rất là tận tình, các ban phục vụ, ban kiểm, ban coi xe, ban truyền thông, rồi các hội ban trống, ban kèn với ca đoàn ấy là của đoàn gia trưởng, gọi là biểu dương chứ không phải là cảm ơn ha. Tinh thần nó như vậy. Còn ai chưa cảm ơn thì xin Chúa trả công bội hậu cho người đó nhiều hơn là những người được cảm ơn. Cảm ơn các thiên thần đấy nha, hôm nay đứng cả nửa tiếng mỏi cả chân, vỗ tràng pháo tay cảm ơn tất cả mọi người phục vụ thánh lễ hôm nay nào. Tôi muộn lắm rồi đi về thôi, hôm nay được ngày mát mẻ, cứ ngồi đây cho nó mát khỏi phải ăn cơm.
Mời cộng đoàn đứng kết thúc thánh lễ. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Chúa Giêsu, con thờ lạy Chúa.